Nếu để ngoài đường, dù xe đạp hay xe máy cũng phải khóa nọ, khóa kia. Cột báo, cây to, bất đắc dĩ phải làm thêm công việc trông giữ tài sản. Còn đối với những ngôi nhà trong xóm trọ, một khóa chưa đủ thì phải dùng nhiều khóa. Khóa cũng chưa yên tâm, nhiều vật dụng trong gia đình cũng được tận dụng để phòng chống trộm. Bình thường thì mình đi ngủ thì thường mình khóa cửa, có hai khóa chắc chắn. Mình có cái gậy chống, nếu mà ví dụ có ai động cửa thì gậy sẽ rơi xuống, mình sẽ biết mình tỉnh dậy. Và mình khóa cửa sổ và khóa xe càng, khóa cổ trước khi đi ngủ, kiểm tra mọi cửa xem có hở gì không để phòng tránh trộm đột nhập. Có những trường hợp là mình cũng phải để sẵn một cái vật dụng gì đấy, khi mà kẻ trộm đến thì mình cũng có thể là trường hợp mình đối phó được. Hoặc là mình cũng có số điện thoại của cảnh sát ở khu vực thì mình sẽ gọi điện cho cảnh sát khu vực để kịp thời người ta đến để mà hỗ trợ. Đối với những gia đình có điều kiện hơn, camera trở thành thiết bị không thể thiếu. Thậm chí người ta có thể sẵn sàng lắp đặt một hệ thống hiện đại chống trộm là an ninh ba lớp. Ngoài camera giám sát, còn có hệ thống an ninh vòng ngoài và vòng trong. Khi có người đột nhập từ ngoài cổng, các cảm biến sẽ phát hiện, báo động khắp cả nhà. Toàn bộ đèn sẽ bật sáng. Ngay lập tức, chủ nhà sẽ nhận được tin nhắn cảnh báo. Khi mà có người trèo qua tường rào là hệ thống đã cảnh báo rồi. Và nếu trường hợp mà mình không có ở nhà thì sau khi cảnh báo khoảng tầm độ 1 đến 2 phút gì đấy, nhắn tin không thấy chủ nhà phản hồi thì hệ thống sẽ tự động ngắt. Thế nhưng mà khi mà đối tượng cố tình trèo qua và trèo vào đến khu trước cửa nhà hoặc các khu sảnh thì hệ thống có bật cảnh báo vòng 2. Thì khi này thì bắt buộc là chủ nhà phải nghe máy, hệ thống gọi bằng nghe thì thôi. Chống trộm đủ mọi cách, đơn giản đến hiện đại, ít tiền đến cả 100 triệu đồng. Người dân chỉ mong muốn tìm thấy sự yên tâm trong tháng củ mật này.